Bão cát kinh hoàng nuốt chửng cả thành phố ở Trung Quốc. Cơn bão cát quét qua thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc lúc 15 giờ ngày 25 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến mọi thứ trên đường đi của cơn bão tại thành phố ngoài rìa sa mạc Gobi này ngập trong cát. Các đoạn phim trên mạng xã hội Trung Quốc đã ghi lại cảnh bức tường cát cao đến 100 m bao phủ các tòa nhà cao nhất ở Đôn Hoàng, tầm nhìn trên các tuyến đường giảm xuống chỉ còn chưa đầy 5 m sau khi cơn bão đổ bộ. Bầu trời tại đây cũng chuyển thành màu vàng cam. Cơn bão cát làm giao thông tắc nghẽn. Hơn 400 chuyến bay từ hai sân bay chính của thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy bỏ. Cảnh sát địa phương cũng phải túc trực trên đường, hỗ trợ kiểm soát giao thông và ra lệnh cho các tài xế tấp vào lề cho đến khi cơn bão đi qua. Giới chức Trung Quốc không ghi nhận trường hợp nào bị thương do trận bão cát trên, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo chất lượng không khí trong thành phố Đôn Hoàng vẫn còn rất kém. Theo báo chí quốc tế, Đôn Hoàng từng là điểm dừng chân chính trên con đường tơ lụa. Ngày nay thành phố này nổi tiếng với hang động Mạc Cao, một quần thể gồm 492 hang động được trang trí bằng tượng Phật và các bức bích họa đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Theo hãng thông tấn của Trung Quốc, bão cát thường xảy ra trong khu vực này vào mỗi mùa xuân, nhưng bão cát vào mùa hè là rất hiếm gặp. Ngoài đôn hoàng, thủ đô Bắc Kinh cũng thường xuyên phải đối mặt với những trận bão cát vào tháng 3 và tháng 4 do vị trí gần với sa mạc Gobi, cũng như ảnh hưởng từ nạn phá rừng và xói mòn đất trên khắp miền Bắc Trung Quốc. Báo chí quốc tế đưa tin, Trung Quốc đã trồng vạn lý trường thành bằng cây xanh để hạn chế bão cát. Nước này cũng đã cố gắng tạo ra các hành lang dẫn gió để cát và các chất gây ô nhiễm khác đi qua nhanh hơn những động thái này giúp giảm cường độ bão cát tuy nhiên việc mở rộng đô thị và phát triển các ngành công nghiệp đã gây áp lực lên môi trường trên khắp trung quốc